Thiên Ân lên tiếng sau ồn ào bị miệt thị ngoại hình. Đoàn Thiên Ân gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Miss Grand và tân Miss Grand International Isabella Menin, cho rằng chiến thắng của mỹ nhân Latin rất xứng đáng. Tới ngày 29 tháng 10, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có bài đăng trên mạng xã hội, chia sẻ cảm nghĩ sau khi chung kết Miss Grand International 2022 khép lại. Bài đăng của người đẹp được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và gắn tên Chủ tịch Miss Grand International, ông Nawaz Isarizizo, bà Phó Chủ tịch Teresa Chavisu, Giám đốc quốc gia Miss Grand Indonesia, Ivan Gunawan. Trong bài viết, Thiên Ân chúc mừng một mùa giải tuyệt vời, thành công tốt đẹp tại Indonesia. Cô cho biết, cô muốn đăng bài viết ngay sau đêm chung kết nhưng vì bận nên bây giờ mới có thể viết. Người đẹp Long An gửi lời cảm ơn ban tổ chức cuộc thi, tôi muốn gửi lời chúc mừng tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 cho một hành trình thành công. Chúc mừng ông Nawaz và bà Teresa vì chương trình hoành tráng. Đồng thời, Thiên Ân cũng gửi lời cảm ơn đến nước chủ nhà về một kỳ đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức chỉn chu, trọn vẹn. Tôi muốn gửi một tràng pháo tay cùng cái ôm thật chặt đến Isabella mặc dù chúng ta không có nhiều cơ hội nói chuyện cùng nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy được sự tươi vui và năng lượng từ bạn. Thiên Ân chúc mừng tân Hoa hậu. Thiên Ân viết, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến 5 cô gái xinh đẹp đã lọt vào top 5 Miss Grand International 2022. Hành trình của các bạn chỉ mới bắt đầu. Bây giờ là lúc để cho thế giới thấy các bạn có thể tỏa sáng theo cách của mình. Riêng với những cô gái trong top 10, tôi đã đồng hành cùng các bạn trong hơn 20 ngày và tôi biết chúng ta đã cố gắng như thế nào cho hành trình này. Chúc mọi điều may mắn nhất sẽ đến với mọi người. Đặc biệt, Miss Grand Việt Nam 2022 có những lời nhắn nhủ tới đại diện Indonesia, Andina Julie và đại diện Thái Lan, Enfa Waraha, hai người bạn châu Á thân thiết nhất của cô tại cuộc thi này. Andina Julie là bạn cùng phòng của Thiên Ân, Enfa Waraha được mỹ nhân Việt xem như tri kỷ. Thiên Ân vui vì họ đạt được thành tích sau những cố gắng và sẽ luôn ủng hộ dù có chuyện gì đi chăng nữa. Ba, chị là cô gái điềm đạm và ấm áp. Em biết chị trước khi đến với Miss Grand International 2022. Nhưng khi thực sự gặp chị, nói chuyện với chị, em biết rằng chị là một người rất tốt. Em không ngờ chúng ta hiểu nhau đến vậy. Cảm ơn chị đã luôn lắng nghe em và dành nhiều tình cảm cho em. Cô nhắn nhủ thêm tới đại diện Thái Lan. Bài đăng của Đoàn Thiên Ân nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của khán giả. Nhiều người hâm mộ tại các quốc gia khác cũng bình luận cảm ơn và động viên đại diện của Việt Nam. Dù không lọt vào top 10 chung cuộc, đại diện của Việt Nam vẫn gửi thư chúc mừng đến Hoa hậu và các thí sinh của cuộc thi được đánh giá là hành động văn minh. Việc Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022 gây xôn xao suốt mấy ngày qua. Nhất là khi ông Nawaz lý giải việc Thiên Ân không thể vào top 10 chung cuộc bằng cách nêu ra các khuyết điểm ngoại hình của cô. Rằng Thiên Ân là thí sinh duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to. Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa, Chủ tịch Miss Grand International nói. Lời nhận xét có phần miệt thị ngoại hình của Chủ tịch Miss Grand dành cho Thiên Ân khiến người hâm mộ cảm thấy bức xúc. Nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng bất bình trước lời nhận xét của ông.